AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay sói bạc sẽ có video trải nghiệm một con game mobile có tên gọi là Gun Connect, một con game nhập vai thẻ tướng rảnh tay của thị trường nước ngoài. Game này hiện tại là mới ra mắt ở trên Android thôi. Bạn nào không có máy Android thì có thể dùng giả lập nhá. Và lưu ý là các bạn không thể tải trực tiếp được ở trên Google Play mà anh em sẽ phải dùng file APK. File APK thì mình sẽ để cho một cái đường link ở phần mô tả dưới cái video này thì anh em có thể tải game và chơi thử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Gun Connect anh nhá. Đây mình sẽ chơi luôn. Game này thì hiện tại thì nó mới chỉ có tiếng Anh thôi. Phần cốt truyện này anh em này, đại loại là một cốt truyện thôi, chắc là bỏ qua phần cốt truyện đi anh em ơi. Đây chúng ta sẽ có một con game màn hình dọc có chủ đề kiểu thần thoại và nhân vật thì nó sẽ thiết kế theo kiểu manga. Đó, manga Nhật, nói chung là game phong cách Nhật thì nhiều anh em rất là yêu thích rồi. Đây là phần cốt truyện này. Thì đại loại là một con game đấu tướng rảnh tay thôi, cơ chế chiến đấu thì hoàn toàn tự động nhé mọi người nhá. Rồi, mình sẽ đặt tên nhân vật này. Đó, đặt tên nhân vật của bạn thôi. Đấy, con game này thì chơi như những con game đấu tướng rảnh tay khác. Chúng ta sẽ xây dựng đội hình, một tổ đội tối đa 5 người. Đây, nhân vật nó sẽ chiến đấu hoàn toàn tự động luôn. Đó, anh em sẽ không phải động tay động chân gì. Nói chung là game 2D thôi. À, cái hiệu ứng chiến đấu thì cũng kỹ năng nhìn cũng khá là hoành tráng. Nhưng mà đồ họa thì mình thấy là cũng không có gì quá đặc biệt cả. Đó, cái cách đồ họa này vẫn đồ họa 2D và cảm giác là nó, nếu mà gọi là đặc sắc thì cũng chưa hẳn đâu. Nhưng mà tạm ổn rồi. Đây, ở đây thì hiện tại thì game nó chưa mở auto thì anh em sẽ phải bấm kỹ năng bằng tay nhá. Nhưng sau này nó sẽ phải auto này, mở tăng tốc này, thậm chí là mở nút bỏ qua. Đấy, các bạn phải đủ điều kiện, ví dụ là muốn bỏ qua thì anh em phải VIP 8 hoặc là vượt qua ải 6.30 này. Tăng tốc thì là VIP 3 hoặc là ải 2.10 này. Và tự động thì là VIP 1 hoặc là ải 1.10. Đấy, các bạn cứ vượt ải thì nó sẽ mở khóa một số tính năng giúp các bạn tiết kiệm nhanh trận đấu. Rồi, chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ nhân vật. Chắc chắn rồi, game thể tướng mà. Đó, chúng ta sẽ được tặng miễn phí một nhân vật đầu tiên, Cathy, Pháp Sư. Và là hệ hỏa, tức là game này thì nó cũng chia thuộc tính nhá. Bạn nào mà chơi game thể tướng nhiều chắc là cũng không xa lạ với cách chơi của con game này đâu. Đó, chúng ta có nâng cấp nhân vật này, mặc trang bị này, sau này có tiến bậc, lắp rune rồi một số cái nữa để nâng cấp nhân vật của mình. Nói chung là rất là đơn giản luôn. Con game này thì ai cũng có thể chơi được. Và anh em nhìn thấy là cái con Gun Connect này thì nó hướng dẫn game rất là kỹ. Đây thử kỹ năng mới nhá, của nhân vật mới này. Ồ, đánh AOE luôn, rất là mạnh. Ủa, cái này mình không cho bấm ra ngoài được này. Ồ, nó bảo là story mode, tức là phần cốt truyện thì không bấm ra ngoài được. Các game khác nó vẫn cho bấm cơ, nhưng game này nó không cho bấm ra ngoài được này. Ồ, bắt buộc anh em phải quan sát nhân vật chiến đấu rồi. Ồ, có một cái có lẽ anh em sẽ thích, đó là giọng voice của nhân vật thì là vẫn là giọng voice tiếng Nhật. À, anh em sẽ thích game manga mà. Game manga thì anh em sẽ thích kiểu, game manga anime thì anh em sẽ thích cái kiểu giọng voice tiếng Nhật. Thì con game này vẫn giữ nguyên. Rồi chúng ta có tính năng treo máy, nhận thưởng treo máy nhanh này. Đó, tính năng rất là cơ bản luôn ý. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi nâng cấp nhân vật. Mặc trang bị mới, đó các bạn phải nâng cấp nhân vật của mình lên nhá, thì mới có chiến được. À, nó không cho bấm ra ngoài nhỉ, các game khác nó sẽ cho bấm ra ngoài, các game này ở phần cốt truyện thì nó không cho. Khá là đáng tiếc. Đấy, game này được cái là hiệu ứng kỹ năng nhìn có vẻ hoành tráng thôi, chứ còn cái animation nhân vật thì mình thấy là cũng không có gì quá đặc sắc cả. Rồi, ở đây vẫn phải làm theo hướng dẫn của game đã. Cứ phải đánh tiếp. À đây, mở auto này này. Đấy, bây giờ auto thì mình không phải động tay động chân gì cả. Anh em chỉ cần quan sát nhân vật chiến đấu thôi. Chưa mở tăng tốc, ải 2.10 thì nó mới mở tăng tốc anh em ơi. Rồi, cứ chơi theo hướng dẫn của game nha. Đây, chúng ta có một cái phần là phần rank. Các bạn sẽ làm hoàn thành nhiệm vụ và các bạn sẽ nâng cấp rank của mình lên. Và việc nâng cấp rank này thì các bạn sẽ nhận được thưởng, rất là nhiều phần thưởng, 200 kim cương này. Tiếp theo mình sẽ, khi mà lên rank Novice Online 3 thì mình sẽ được 10 vé triệu hồi tướng. Rồi, tiếp tục vượt ải nha. Đây, game này thì có phần khác chế thuộc tính. Chúng ta có 5 thuộc tính, đó là thủy khắc hỏa, hỏa khắc phong,
phong khắc thủy đấy. Ngoài ra có hai thuộc tính chuyên biệt đó là ánh sáng bóng tối. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn đưa những cái tướng cùng phe ra trận thì nó sẽ cộng thêm chỉ số. Cái này thì quá quen thuộc rồi đúng không? Đó. Chúng ta sẽ vào trận đấu này. À đây, bấm ra ngoài được rồi. Lúc đầu, lúc này nó không cho. Nhưng mà bây giờ bấm ra giờ rồi. Đấy, anh em này đi tranh thủ đi nâng cấp nhân vật nhé. Đó, nâng cấp nhân vật của mình lên. Rồi, hết nguyên liệu rồi. Đây, có phần story này. Mỗi một nhân vật thì có phần story, anh em này vào xem. Đây, mình sẽ xem phần tỷ lệ chiêu mộ nhé. Chiêu mộ game này thì có 3 loại chiêu mộ, đó là chiêu mộ thường, chiêu mộ đặc biệt và chiêu mộ tình bạn. Thì thường là anh em hãy chiêu mộ đặc biệt vì tỷ lệ chiêu mộ đặc biệt nó sẽ rất là cao. Đây, SR là 8%, cao vậy. Bình thường các game khác tầm trung bình là 5% thôi. Game nào cao thì tầm 10-11%, game này 8% thì mình thấy này nó cũng là cao rồi. Từ SR là 8% này, SR từng tím là 18% và R là 74%. Đó, chiêu mộ thường thì chắc chắn là tỷ lệ nó sẽ thấp hơn. Rồi, SR có 1% thôi. Đấy, các bạn lưu ý cái phần này nhá. Ngoài ra thì game nó cũng gợi ý cái đội hình cho anh em. Đó, ví dụ như là đội hình cơ bản, đội hình tân thủ này, đội hình đầu game này, rồi đội hình live và duck. Thường là anh em sẽ chơi cái, sau này anh em sẽ chơi cái đội hình mà chỉ có tường ánh sáng hoặc là tường bóng tối thôi. Đây, ngoài ra anh em sẽ khi mà vào game chơi con game Gun Connect này thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều phần quà đây. Đấy, 10 vé chơi mộ tường miễn phí này, rất là ngon luôn. Rồi quà online này. Đấy, sẽ có rất là nhiều ưu đãi anh em nhá. Đây, mình sẽ xem bài tiếp. Đây, phần túi đồ này. Đó, các bạn hãy nâng cấp hero của mình lên. Tiến bậc. Đó, lên cấp thì anh em sẽ phải tiến bậc. Tiến bậc để các bạn có thể mở khóa kỹ năng mới. Mỗi nhân vật có 4 kỹ năng. Và anh em có thể tiếp tục nâng cấp nhân vật của mình được. Cái này thì nó thật sự anh em là quá cơ bản đi. Bởi vì là nhiều con game thể tướng nó cách chơi tương tự rồi. Nói chung là bảo con game Connect này có lối chơi hoàn toàn mới thì cũng không hoàn nhá. Game này có cách chơi rất là cơ bản thôi, rất là quen thuộc. À, challenge boss này. Ải 1.10. Đấy, mình có thể phần story mode này thì không ấn ra ngoài được. Đó. Đó là phần cốt truyện chính ấy, nên là mình không bấm ra ngoài được. Rồi, chúng ta sẽ có phần qua vượt ải này, được các cái trang bị mới. Đấy, tiếp tục vượt ải nhá, chúng ta sẽ sang chương 2. Challenge boss. Tiếp tục chiến đấu. Ở đây mình sẽ ra chiêu mộ thử quay thử 10 lần. Mình có 10 vé, mình sẽ quay thử 10 lần nhá. Xem được tướng SR không? Một tướng SR này. Nói chung là nó cũng hên xui đây anh em ạ. Ồ, mình khá đen, không ra tướng. À đây, được tướng SR này, ngon. Ồ, tướng hệ thủy và phải là pháp sư, tức là tướng thì nó cũng có cái vai trò như kiểu tanker rồi tấn công vật lý, pháp sư hỗ trợ. Thì đây, chúng ta sẽ có những cái tướng như thế này. Ngon rồi, thế là ngon rồi. Tiến bậc nâng cấp lên, rất là ngon luôn. Đấy. Bây giờ cho thêm là tướng và đội hình nhá. Ban đầu thì các bạn nên ưu tiên là những cái tướng nó gọi là gì nhỉ? Về tư chất tướng trước, còn sau này các bạn mạnh hơn thì anh em thể nâng cấp sau. Đây. Đây, class assassin này. Đấy, chúng ta sẽ có những cái class nhân vật khác nhau. Assassin này, warrior này, mage này, đó. Nó sẽ chia các cái lớp nhân vật ra ấy. Đây là phần gallery nhá. Sau này cái thẻ tướng cao nhất sẽ là thẻ UR cơ, mới là thẻ màu cam này, thẻ cao nhất, xong mới đến SR. Đấy, số lượng nhân vật ở game này thì mình thấy là cũng không quá nhiều đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chắc là khoảng 70 nhân vật gì đấy. Hơn 70 nhân vật gì đó. Đó, để các bạn có thể gọi là chiêu mộ. Đây, chúng ta có tính năng VIP. Game này thì có một cái đặc điểm nữa là các bạn có thể cày được điểm VIP nhá. Ví dụ mình đây, mình đang chơi mà mình đã lên được VIP 2 rồi này anh em này. Rất là ngon luôn. Đây, các gói quà hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Bạn mỗi tháng, mỗi đợt thì các bạn sẽ free được một lần. Đây, nhận thưởng nhá. Mình sẽ nhận thưởng 10 vé quay này. Lại có thêm 10 vé quay tướng rồi anh em ạ. Rất là ngon luôn. Chúng ta sẽ đi quay tướng nhá. Nào, cho tướng SR nữa đi.
Đấy, nói chung là với tỷ lệ 8% mà quay 10 lần thì ra được từng SR khá là ngon. Warrior luôn này. Rất là ngon luôn. Sau này thì level 15 mở phó bản hàng ngày, 20 mở đấu trường, 21 mở bang hội. Đấy, cách chơi rất là quen thuộc thôi. Nâng cấp tướng lên này. Đó, cái việc nâng cấp tướng là bắt buộc nha anh em nhá. Nhưng là game rất là dễ chơi. Đây, mình sẽ thay thế. Đó. Mình đang cộng này. Các bạn thấy không? Nó sẽ cộng cho mình thuộc tính. À 2. Đây, chúng ta mở tăng tốc. À chưa mở tăng tốc. À 2.10 mới mở tăng tốc cơ. Đấy vậy thôi. Về cơ bản là cái con game Gun Connect là như vậy, cách chơi khá là quen thuộc. Thì bạn nào mà thích dạng game thẻ tướng, thích chủ đề về manga anime thì có thể nghịch thử con game này. Con game này là game nước ngoài và hiện tại thì nó mới ra mắt Android thôi và các bạn cũng không thể tải trực tiếp trên store được, nhưng mà bạn nào mà muốn chơi thì các bạn có thể cài file APK trên điện thoại hoặc giả lập nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Thú vị, đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCoV. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.